Anh làm em như này nhá. Em cũng biết làm. Đây là như này thì đúng là mới gọi là cháy này. Nếu mà có hai vấn đề mà em đang nói ở đây. Thứ nhất đó là tóc em bị cháy và tóc em nó khô sơ đúng không? Anh chỉ nói với em một điều như này. Khi em đã làm qua xử lý hóa chất là cái tóc của em nó đã khác cái tóc em chưa làm rồi. Nhưng mà anh làm thì tất nhiên nó phải hơn cái lúc em chưa làm, xong là làm nó lại còn xấu đi thì em không hiểu là anh làm thế nào. Thật sự thế em cho là xấu đúng không? Tại vì cái không phải cái kiểu mà là cái chất tóc của em ý, nó bị sơ hẳn luôn một mảng này. Kiểu như em gầm như là dễ che luôn mà trước kia nó không như thế. Anh nói với em này, đã qua xử lý hóa chất thì nó không thể bằng tóc bình thường được. Còn em nói tóc cháy nhá. Anh em nói tóc cháy, anh cho em xem cái tóc. Em nhìn cái tóc. Không, cái tóc hiện tại đây là nó thẳng, bây giờ nó xoăn thì là không, không phải xoăn mà là cái mảng tóc này của cháu đây, chỗ này không hề ép xoăn luôn. Anh xin phép em và mọi người, em cho thể cho anh xem cái nhìn tóc, tóc em như thế này mà em kêu cháy này. Đây em thử lấy em so sánh, đây mới gọi là tóc cháy. Anh đã làm sẵn một cái mẫu để cho khách hàng và mọi người cảm nhận được cái tóc cháy và cái tóc của em làm như thế nào. Tóc em yếu mà em làm được lên như thế này, anh cảm thấy là anh quá là phải tự hào về cái tóc mà anh làm rồi. Khô sơ hẳn đi là vì sao? Là qua xử lý hóa chất thì làm sao mà nó mềm mượt như cái tóc cũ được? Ơ, anh không thể hiểu được cái vấn đề đấy à? Thế thì nó không có bằng lúc cũ à? Ơ thì nó xoăn nó phải khác chứ. Cô cháu là không phải xoăn mà cái chỗ này không phải xoăn. Cháu xin phép cô nhá, cái tóc bây giờ nó thật như kiểu bây cô bị. Cô cứ nói như này, nếu mà cho nó cháy là nó không phải cháy này, cháy là như không, này. Không, lúc tóc cháu làm nó không như thế này, nó mượt hơn như thế nhiều. Bây giờ làm nó chỉ. Ơ thì bây giờ mới làm nó thuốc thì nó phải thế chứ. Cháu mới làm được bao nhiêu? Cháu làm hôm qua. Thế thì nó vừa mới làm thì phải từ từ chứ. Nó có thuốc nó dính vào tóc thì nó phải từ từ. Bây giờ cháu phải biết là mình đang thẳng. Nói chẳng qua là cháu đang để thẳng, cháu bảo là cái tóc của cháu làm nó khác nhưng mà cái chất tóc nó sơ ấy ạ. Không, sơ thế nào được, không thể gọi là hỏng được. Chẳng qua là bây giờ tóc của mình không làm xoăn, xong tóc mình không làm thì bây giờ mình làm lên để cho nó khác. Thì bây giờ đây cô biết cháu ý cháu nói là chỗ này rồi, nhưng nó đang là có thuốc, mình vừa làm hôm qua hôm nay thì không, nó phải tế chứ. Chỗ này tại sao nó lại khác? Nhìn xem chỗ này nó khác hẳn, mà cái chỗ này cầm tóc nó khác hẳn luôn ý. Thì cái chỗ đấy thì nó có thể là nhiều thuốc hơn cái đằng trước này, thì nó là đang có nhiều thuốc thì nó thế thôi, chứ còn không phải là tóc của cháu cháy. Khổ quá, đây này, đây tóc cháy cô cũng đang làm đây này. Cháy nó phải là gọi là cháy. Cái tóc này với cái tóc này xem nó cũng gần giống nhau rồi. Đây thì không phải cái chỗ này nữa, cả một mảng ấy luôn ấy, chứ không phải là mấy cái thì con không không sao nhiều gì mày cứ để. Ôi ơi, cháu nói này ngắn gọn nhanh như này nhá. Cái tóc này của em nhá, em nói cháy đúng không? Cái tóc bên dưới là cho anh nhìn cái tóc cho mọi người. Tóc bên dưới là khác. Lúc đầu em nói với anh là tóc đấy của em nó cháy. Ok, em bây giờ nói là cái tóc anh này nó yếu thôi. Bây anh nói với em thì em bảo anh cẩn thận, nhưng mà anh làm như thế này thì em thật sự là em không hề ưng ý luôn. Anh nói này, em có thể em lên cái fanpage của anh, em post cái trực tiếp thẳng những lời ý kiến đánh giá của em. Thế bây giờ anh sẵn sàng nhé. Ừ đúng rồi, ok anh đồng ý nhá. Còn bây giờ anh sẵn sàng, anh gửi lại em toàn bộ số tiền em làm và anh tặng thêm cho em một chai hấp, chai dưỡng của anh luôn, để em có thể em phục hồi về và em có cảm thấy cảm nhận số tiền để em đi chỗ khác quán em làm để cho nó theo ý mà mong muốn của em, nó không bị cháy. Đấy, tại vì thứ nhất này, chỗ anh đang làm khuyến mại thì nên là cái kể cả sản phẩm anh có làm giá rẻ nhưng anh vẫn phải làm bảo đảm với khách hàng. Là chất lượng không, em không ưng. Bây giờ cháu mà làm tiền làm thế là thành ra tóc mình làm nó không đảm bảo, cháu cứ vài đi vài ngày nữa nó khác. Không ạ. Chứ người ta mới mở hàng ra, người ta không làm cái thuốc giả đâu. Không phải thuốc giả mà là cháu không nói gì thuốc, mà là cái tóc của cháu em. Cháu không biết là anh làm như thế nào luôn. Lúc trước nó không như thế này, về nhà ai cũng nói em luôn, nhưng không thể nào mà chịu được ấy. Tới thật, thế thì thật sự là nó thẳng tay luôn mà làm nào. Sờ, không thấy có một cảm giác gì là mềm gì được. Em không nói cái đoạn này, mà nói trên rồi, ok, thế bây giờ nhá. Bây giờ ý em muốn như nào? Bây giờ tóc mình đã làm, mình cũng không thể sửa lại được rồi.
Bây giờ anh thì anh có nói với anh em một cái điều, đó là anh sẽ gửi trả em lại cái số tiền em đã làm, đó là 600.000 đồng. Anh tặng thêm cho em một chai tinh dầu dưỡng nữa, được chưa? Không, em không ưng mà cái anh nói là cái salon của anh là nó là cái như thế. Em không ưng, anh hoàn trả lại em cho thoải mái, rất là thoải mái, để em có thể đi chỗ khác em làm, em cảm nhận được là người ta làm như thế nào và nó có mềm mượt hơn không, như nào không để, hoặc là em để phục hồi như nào đấy. Đấy là anh rất là thoải mái. Nói thật đấy, cái salon của anh là cái nó đi theo cái tính cách của anh, nhưng nó là như thế. Anh có thể anh gửi khoản trả lại cho em luôn để em làm như thế thì cũng không được. Thôi thế thì như này này, cô cũng là người ở đây. Cháu lên nói cái gì nói, nếu mà tóc cháy thì không phải, còn mình đang bình thường này, tóc của mình có thuốc. Rồi thế thì vài ngày nữa cháu đến đây xong rồi có thể là mình sẽ làm theo kiểu duỗi thẳng ra như nào để xem cái chất thuốc cho nó như nào. Thế thì không sửa thì đây cũng là một cái mà để cháu xem. Anh gửi lại cho em nhé cái số tiền như thế này, để em có thể đi chỗ khác em làm, em cảm thấy nó mềm mượt hơn chỗ anh. Ok. Em cần anh sẵn sàng anh gửi tặng em thêm mà để không, em làm. Em thế thì thôi, thế thì cháu nói như thế thì cô cũng là người khách hàng như này này. Mình tức nói có ý kiến của mình như thế thì để tâm huyết người ta làm việc của người ta, nhưng mà thật sự là cháu cũng không muốn cái việc nó xảy ra đâu. Rồi anh chỉ anh chỉ xin phép em anh hỏi em thêm một cái chút là đó là tên và công việc của em đang làm gì được không? Chứ anh cũng tựa muốn để cho những khách hàng khác người ta có thể người ta được biết và người ta hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào. Em để cho anh xin tên và công việc em đang làm được không? Hoặc là học vấn hay như nào đấy? Thôi em không nghĩ đâu, em học sư phạm không nói rồi. Thế tên em là gì? Cho phép anh xin tên của em thôi chứ có vấn đề gì đâu. Thế thì thôi, thế thì cô như thế này, bây giờ người ta đã làm ra rồi, tóc của cháu đang bình thường, bây giờ có thuốc vào thì là nó có thể có những cái mà mình cho là không được. Thế nhưng mà cái thuốc của người ta ấy, cho vào cái đầu, bây giờ cháu bỏ cháy thì bây giờ so sánh cái cháy và cái tóc của cháu, bây giờ cái cháy đây đã là cái mẫu là tóc cháy, nhưng để cô nói là ở giữa cô thấy không hề phải là cháy. Thế thì cháu bảo là nó không được như ý cháu thì là tóc bây giờ cháu rất sơ luôn, sơ hơn cả lúc trước khi cháu làm luôn ấy. Bây giờ cháu đi làm chỗ khác thì nó cũng lại như thế thôi. Thế thì cháu cũng lại phản ánh bây giờ tóc của mình với cái cháu đầu chưa làm chỗ nào như thế này. Cháu chưa làm chỗ nào mà không nghĩ như thế này luôn. Thế thì cháu làm nó phản ánh như thế sau, thì cô cũng chỉ là người cháu tham gia là như thế. Bây giờ ý luôn của người ta nói là gửi tiền cháu không lấy, thế thì thôi, thì cái này cô cũng là trung gian như này này, nếu mà cháu cảm thôi, thấy không mấy ngày nữa cháu quay lại đây gửi tiền cháu thì cháu lấy, cháu đi sửa chỗ khác rồi cháu đi phục hồi chỗ khác, cháu không làm. Rồi ok em, thế em anh cầm của anh nhá. Anh thật anh rất thoải mái mà, em cứ cầm thoải mái, em đi chỗ khác làm thoải mái, rất là vô tư đấy. Làm như thế thì không được, theo cô là cũng mình cũng phải bỏ thuốc ra, mình cũng phải mua. Bây không giờ cô anh tính tiền thuốc hay bao nhiêu tiền tính thuốc thì còn. Anh nói với em là anh sẵn sàng anh cho em cái số tiền đấy, không phải là vì cái gì cả mà em phải cảm thấy thế nào đấy. Không, em không ưng một tí nào. Thì coi như anh bảo là anh coi như cái số tiền đấy là anh xin lỗi em và anh gửi tặng em cái số tiền thuốc đấy để em đi phục hồi chỗ khác cho nó mềm mượt hơn. Rồi thế cho anh gửi em số tiền này nhá. Rồi thôi em đi chỗ khác em làm, không phù hợp cảm thấy thoải mái em cứ làm nhá. Còn đến salon anh rất là cái cảm ơn em đã đến và tin tưởng salon anh rồi. Thì em cứ đi chỗ khác em làm nó cảm thấy nó mềm mượt, nó thoải mái hơn thì em làm. Có thể kỹ chỗ anh kỹ thuật nó hơi kém nhá. Rồi ok. Ôi cho phép anh làm nốt cho cô ấy nhá. Ôi cảm ơn em.